Dạ thưa sư, sư cho con hỏi, nếu mình trộm tiền của người khác thì lúc đó đã phạm tội trộm cắp. Nhưng nếu mình dùng tiền đó để học nghề, nghề chánh mạng hoặc đại học, học cao đẳng đại học, thì nếu sau này học xong mình ra nghề thì đồng tiền do chính mình kiếm được từ nghề đó có phạm luôn tội trộm cắp không? Bản chất nghề đó vẫn là chánh mạng, bởi vì chỉ bởi vì mình đã dùng tiền trộm cắp để đi học nghề đó ạ. Hay là tội trộm cắp chỉ được tính lúc mình trộm, còn việc chi số tiền đó vào việc gì thì việc đó không bị ảnh hưởng bởi nghiệp trộm cắp nữa. Nó có hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là sự kiện mình trộm cắp. Khi đó là mình đã tạo cái nghiệp trộm cắp rồi. Cái sự kiện thứ hai là sự kiện mình sử dụng đồng tiền có được do tà mạng. Tại vì trộm cắp cũng được xem như là tà mạng ha. Mình có được do tà mạng, mình dùng vào việc gì? Thì điều đó là mình nó cũng sẽ quyết định ra là nghiệp, nó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Rồi còn coi như tới đó là xong rồi. Còn suốt cái quá trình mà còn lại thì nếu như có thì nó cũng chỉ là cái một chút xíu dư âm thôi. Tại sao mà sư đề cập đến cái này? Là như trong trường hợp của một vị tỷ kheo được ghi ở trong tạng lục và sau này cũng có ở trong chú giải pháp cứu, là vị này bị cái bệnh là bị ghẻ lở đó, rồi sau đó Đức Thế Tôn tắm rửa cho vị này và thuyết pháp, vị này chứng đắc A-la-hán và sau đó bệnh chung. Chư Tăng mới bàn với nhau tại sao một vị có khả năng chứng A-la-hán mà cuối đời lại bị cái bệnh kinh khủng như thế này. Thì Đức Phật nói đó là năm xưa ông đã từng đi bẫy chim, và khi ông bắt chim như vậy ông bẻ cánh, bẻ chân đó, để nó không có chạy, nó không có bay. Rồi sau đó thì ông đem bán, phần nào bán thì bán, phần nào ăn thì ăn. Thì trong một lần khi mà ông này ổng soạn một nồi, ổng chuẩn bị ổng ăn á, nhớ nha, là ổng dùng cái con chim đó ổng sát sanh rồi, ổng dùng cái đó để ổng ăn. Và sau khi ổng thấy vị Phật độc giác đi ngang qua, thì khi nhìn thấy cái oai nghi tế hạnh vị Phật độc giác, ông thợ săn này ổng rất hoan hỷ và ổng dùng cái thịt đó để ổng cúng dường vị Phật độc giác. Nhớ, cái bản chất của cái thịt đó, nó có được từ việc ổng sát sanh, nhưng mà ổng không có ý ổng sát sanh cho vị độc giác. Tuy nhiên là nó vốn dĩ là nó không phải là thanh tịnh, đúng không? Nó không phải thanh tịnh. Nhưng mà khi mà ông đem cúng dường cho vị độc giác thì ông nguyện là mong cho đời sau con cũng được có được như ngài vậy đó. Thì nhờ cái phước đó sau này là ông chịu cả quả đen lẫn trắng nha, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Thì quay trở lại vấn đề, cái việc quý vị làm cũng vậy nha. Cái việc mà chúng ta học nghề để ra được một cái nghề chánh mạng thì nó là một cái quả, cái nghiệp trắng. Thì sau này nó sẽ cho cái quả có trắng có đen. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Kính thưa Đại Đức Hạnh Tuệ, kính thưa quý vị, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tuệ. Thì đúng là cái trong cái câu này đúng là cái vế đầu là phân định rõ, nghe phân định rõ. Đúng là khi mà trộm cắp thì được tính tính ngay cái thời điểm mà mình đã gọi là mình hội tụ đủ 5 cái chi phần đó, thì 5 cái chi pháp đầu tiên đó, thì lúc đó là mình đã cấu thành để trộm cắp. Còn cái việc sau đó mình dùng cái số tiền hay là cái số tiền mà để mình trộm cắp đó, mình sử dụng vào cái việc gì như là Đức Hạnh Tuệ có nói đó, như việc thiện. Thì việc thiện mà phải nói rõ nha, giống như và quý vị phải nhớ rõ cái việc thiện mà cái câu chuyện mà ông mà bảy chim mà cúng dường cái Phật độc giác nha. Đó, đây là xin nhấn mạnh là đây là một trường hợp đặc biệt. Để biết sao tại sao là xin nhấn mạnh này, để cho mình bớt ngộ nhận. Tại vì đôi khi mình nghĩ là mình trộm cắp thiệt, rồi mình nói là mình làm một cái nghề chính mạng thôi, nhưng mà cái nghề đó nó cũng chỉ là nó nuôi sống quý vị thôi à. Nó cũng chả, nó cũng không, nó thiện là sao? Nó thiện là nó không có nó chánh mạng, chứ không phải nhông như cái ông kia. Ông kia là ổng làm cái đó nhưng mà ổng hướng đến cúng dường cho một bậc toàn giác và có sự ước nguyện như ngài. Đó nên cái hành động này là nó tuy là bất thiện nhưng mà phần nào có thể gọi là nó trợ duyên cho thiện, mà cái thiện này hướng đến giải thoát. Còn mình trộm cắp rồi mình cũng trộm cắp nhưng mà mình làm một cái nghề chánh mạng để cho là chánh mạng, đúng không? Nhưng mà mình cũng sinh hoạt bình thường như thôi, chứ mình đâu có niềm tin tam bảo hay là mình hướng tới giải thoát đâu. Mình không cúng dường sa môn, bà la môn, mình cũng không có niềm giải thoát. Nó lại tình tiết lại khác thưa vị. Cho nên là ở đây mình phải phân định rõ cái vấn đề này để mình tránh đi cái ngộ nhận. Chỉ khi nào mà quý vị làm được cái hành động đó, tương tự như mà cái câu chuyện mà Đức Hạnh Tuệ nói, thì cái đó mới đúng là nghiệp đen. Nghiệp có đen có trắng thì cho quả có trắng có đen. Đó, chỉ khi trong trường hợp đó nha, trường hợp mà quý vị sử dụng từ lỡ mà phiền não nó đến với mình không kiểm soát được, mình làm việc bất thiện. Nhưng mà sau đó mình làm thiện thật nhiều, bù đắp lại. Làm thiện bù đắp nhiều thưa quý vị, sử dụng chữ nhiều nha. Thì mới đó, cái đó nó mới phần nào nó nguôi ngoai đi cái nhân bất thiện mà trộm cắp mình đã tạo. Còn nếu mà mình đã làm việc bất thiện rồi mình cũng không có làm việc gì hướng đến cái thiện mà gọi là thiện siêu thế, thì nó cũng chẳng kết quả gì nó tốt đẹp thưa quý vị. Mà kết quả tệ nhất á, là thưa quý vị, là khi mà quý vị cho rằng á, là cái trộm cắp này nè, tôi đi học một nghề gọi là chánh mạng, rồi tôi sinh hoạt bình thường, có vợ sinh con nè, tôi bình thường, tôi không có niềm tin, tôi cũng chả đi có niềm tin tam bảo, tôi cũng chả bố thí cúng dường trì giới gì sau khi mà tôi đại loại như tôi học nghề xong rồi tôi kiếm tiền rồi đó, tôi cứ sống tàn vậy đó. Thì xin thưa quý vị, thì khi mà giờ phút cần tử nha, cái cảnh này nó đến quý vị, thì xin thưa là khả năng cao quý vị đi 4 đường ác đạo. Cho nên là phải phân định rõ cái chuyện nào ra chuyện đó. Còn để được như để Đức Hạnh Tuệ nói thì mình phải chú tâm vô cái câu chuyện của cái ông mà thợ bẫy chim thưa quý vị. Đó mới đúng là nghiệp có đen có trắng thì cho quả trắng có đen. Còn ngoài ra thì nếu mình không có học theo được nhà ổng, hay là không có cái niềm tin tam bảo, không có trì học theo những lời Phật dạy, giống như là bố thí trì giới cúng dường, 10 phước nghiệp sự, buông bỏ phước vật, phước đức, phước trí, thì xin thưa quý vị là quý vị đang gieo nghiệp đen và cho quả đen. Cũng xin kết thúc và trả lời câu hỏi này. Và xin tri ân Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ một cái khía cạnh rất quan trọng mà khi nãy sư bỏ sót, đó chính là cái thiện mình làm á là cái thiện kiểu gì. Cái thiện mà cỡ như cái câu chuyện mà sư đưa ra đó mới gọi là tương đương và xem với nhau, là để nó có thể cân bằng được với ác nghiệp, là mình cuối đời mình cũng chịu khổ nhưng rồi mình cũng giải thoát. Còn cái kiểu mà mình đi làm á, thì nó coi chừng cái quả mà có trắng có đen đó, đen nó nhiều hơn trắng. Tại vì như Đại Đức Tuệ Tường phân tích rất đúng, không hề sai, là mình dùng cái nghề nghiệp đó thì mình cũng chỉ nuôi thân mình thôi, chứ mình đâu phải là mình học cái đó để mình gọi là tế. Sư nói thẳng nghe, ngay cả việc quý vị học y nghe, quý vị học y ra rồi quý vị đi quý vị cứu người á, nó không bao nhiêu hết trơn. Nó so với cái chuyện mà mình cúng dường một vị Phật độc giác rồi nguyện giải thoát, so với cái đó nó không là cái gì hết nha. Thành ra là mình hãy cẩn trọng để tránh trường hợp mình nghĩ là như vậy là cái chuyện này là nên làm, được làm, khuyến khích làm, thì cẩn thận ha. Cái mà mình cái bất thiện á, mà mình nghĩ là thiện, cái thiện mình nghĩ là bất thiện, cái đó là tà kiến ấy. Cho nên là tất cả các ác nghiệp thì chúng ta đều nên tránh ha. Rồi và sư qua câu hỏi tiếp theo.